Một cuộc hội nghị về tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhanh chóng diễn ra. Vấn đề được người dân đề cập nhiều nhất là nạn cờ bạc. Bởi trong số hàng chục nạn nhân của tín dụng đen mà chúng tôi gặp ở xã ven biển này, không ai trực tiếp đi vay tiền mà hầu hết là lãnh nợ cho con, cháu. Lý do vay nợ của những thanh niên này thì chỉ có một. Hắn ở nhà hắn giữ bệnh, đó ra là hắn lâm vào cái cờ bạc. Chơi sóc đĩa rồi chơi bài, chơi thế này thế nọ, là nói chung là nhiều sàn bài. Tình trạng cờ bạc từ khi 2010 là rất nhỏ nhen, đến bây giờ quá trình hoạt động trong thời gian 6 đến 7 năm đã lan tròn ra. Theo người dân, đây là căn nguyên của vấn đề. Những tụ điểm như thế này hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm. Những trò đỏ đen nhanh chóng hấp hồn lứa thanh niên miền biển. Và tụ điểm nào cũng có sẵn các đối tượng cho vay nóng, biến họ thành con nợ bất cứ lúc nào. Tụi em cho vay bao nhiêu mà giữ vậy? 100 triệu là bao nhiêu? 100 triệu một tháng, 60 triệu anh. Với mức lãi suất cắt cổ như vậy, chẳng còn cách nào khác. Hàng loạt thanh niên ở đây phải bỏ xứ mà đi. May mắn lắm, người đàn ông này mới có một cuộc điện thoại thành công với người cháu đang bỏ trốn. Hắn có ham dọa được gì nhiều không? Thật bất ngờ, nỗi nhức nhối về an ninh trật tự đang xảy ra trên địa bàn lại bị đại diện chính quyền địa phương phủ nhận. Hiện nay là có tổ chức, chưa có tổ chức nào trên bọn xã. Mà trước đây là ngay cái vùng giáp ranh giữa Bình Dương, Duy Nghĩa, Duy Hải là có tổ chức. Khi được phóng viên cho xem những hình ảnh vừa mới quay về các ổ cờ bạc và tín dụng đen, phía chính quyền địa phương đã chọn cách im lặng. Còn theo chính quyền huyện thì từ đầu năm 2018 đến nay, cả huyện mới bắt được một vụ cờ bạc, tạm giam 6 người, còn lại hầu hết là tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ, chỉ phạt hành chính. Đi đánh từng thôn, các cái tổ đoàn kết để mà tuyên truyền, vận động người dân. Tức là tham gia vào vấn đề giữ gìn trật tự an ninh xã hội, đặc biệt là cái điểm nóng về cái vấn đề cờ bạc và cái tín dụng đen. Tổ chức hoạt động cờ bạc cho vay nặng lãi dẫn đến đòi nợ thuê, tội phạm băng nhóm có tổ chức, tất cả đang trở thành một vòng xoáy tàn phá tan hoang những miền quê ven biển vốn yên bình như thế này.